Nắng đã xuyên qua những hàng cây để xuống đây cho buổi trưa thêm lung linh. Gió vẫn hát trên ngàn lá cỏ. Trưa nay trời quá đẹp. Vĩnh Biệt. Anh cũng tự tử à? Liên quan gì đến mày? Anh có phải là Dương không? Hồi xưa học lớp 5C, trường Đặng Trần Côn đúng không? Em học lớp 4A. Mày cũng nhớ rõ đấy nhở? Bạn cùng lớp tao, tao còn chả nhớ. Lớp anh là lớp cô Dung chủ nhiệm đúng không? Cô Lê Vân Dung ấy, nhà cô ở ngay gần đây này. Ờ, hình như thế. Đúng rồi. Cái bà Dung lúc nào cũng cầm cái ô màu đen đúng không? Mà sao mày biết rõ thế? Vâng, cô ấy là mẹ thằng Danh lớp em. À, riêng thằng đấy thì tao nhớ. Bà Dung lúc nào chả khoe nó với lớp tao. Trông mặt thằng đấy lúc nào cũng lầm lì lì. Mà hình như nó tên là Lê Văn Danh đúng không? Vâng, nó mang họ mẹ. Trông bề ngoài nó thế thôi, chẳng biết được. Mà hồi trước có vụ nó ném quả phi lao vào phụ huynh lớp anh còn gì. Ừ, tao nhớ. Hôm đấy lớp tao họp phụ huynh cuối năm. Nó đứng ở bãi gửi xe chờ bà Dung. Không hiểu sao nó nhìn thấy mẹ thằng Huy ném liên lệ vào người bác ý. Mà tao ghét bà Dung lắm. Tao nhớ như in, ngay hôm sau bà ấy mắng tao ngay giữa lớp là thằng vô dụng. Rồi sau này làm chẳng được gì nên hồn cả. Nhưng giờ tao là thằng vô dụng thật. Mà mày nhắc tao mới nhớ, đêm qua tao nằm mơ thấy bà Dung. Bà ấy cầm ô đứng ở cổng trường. Mà bà ấy cứ nhìn tao. Mà hình như bà ấy muốn nói một câu như là muốn tự tử hả? Đi chỗ khác. Em chào cô ạ. Chẳng hiểu các cậu suy nghĩ như thế nào cả. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cũng 23, 24 rồi còn gì. Bằng tuổi các cậu, tôi còn khổ đến mức không thể tự tử nổi. Các cậu chỉ biết nghĩ đến mình. Muốn tự tử, đi chỗ khác. Cậu Dương, tôi xin lỗi. Cậu không phải là đồ vô dụng. Tôi không định nói như thế. Chỉ vì hồi ấy tôi quá căng thẳng. Phụ huynh lớp cậu, họ bảo tôi không đủ tư cách để dạy con của họ. Thằng Danh nó chỉ muốn bảo vệ tôi. Chỉ
cần cậu nghĩ. Chí ít cậu phải sống vì một ai đó. Cậu sẽ thấy cuộc sống không quá khó khăn đâu. Vâng, em cảm ơn cô. Còn em về đi ạ. Nghe nhạc không? Trời xanh.